thì nó bay cũng khá là đông. Càng lại gần cho mọi người dễ thấy. Đấy thì nó không có ngại mình đâu. Thì mình cứ gần gần nó là nó đáp trúng mặt mình nè. Đó thì nó tuôn xuống thì nó rất là nhiều luôn. Một tuần mà được nhiều vậy là mừng lắm rồi Thuận ơi. Thì cũng cảm ơn Thuận nhiều nha. Đấy, mọi người thấy. Đây thì ở ngoài trời thì nó bay hơi xa thì mọi người thấy không rõ chứ. Nó như vậy là cũng mừng lắm rồi. Đây. Đó, nó ra vô rất là mau luôn. Nó ra từ từ chứ nó không ra nhanh. Nó ra vô rất là nhanh luôn. Nó bay ra thì nó đáp với con muỗi thì nó vô rồi. Đó, mọi người thấy. Nếu mà mình muốn dơi nó về mau á thì mọi người treo máy của anh Thuận á là tầm khoảng 4 giờ sáng là lúc mà con dơi nó ăn rồi nó về ngủ nha mọi người. Nhân có đem cái máy của anh Thuận ra đây nè. Nhân thấy giới thiệu cho mọi người xem. Đây là cái đề mệt mình chỉnh tới lui hoặc lớn nhỏ. Hay tùy theo cái bài thì máy của anh Thuận thì hoạt động rất là êm luôn. Hoạt động nếu mà liên tục thì 10 tiếng à, Nhân cũng có thử rồi. Đây, Nhân mở lên cho mọi người xem. Đây mọi người nhìn kỹ trên này nha. Nếu mà Nhân bấm số là nó sẽ có tới lui đó. Nó tùy theo bài này, bài thứ nhất nè. Bài thứ hai nè. Bài thứ ba nè. Bài thứ tư, bài thứ năm nè. Đó thì mọi người hãy mua ủng hộ giúp anh Thuận và bấm vào kênh Săn Bẫy ủng hộ.